Như các bạn vừa thấy thì là tất cả những gì mà các bạn vừa làm trên sân khấu là không phải có kịch bản đâu, mà các bạn tự nghĩ đi qua đầu các bạn đến khi các bạn làm luôn. Nên là đấy, các bạn vừa thấy một tiết mục ca nhạc rất là thú vị. Và bây giờ thì các bạn học viên sẽ giới thiệu với các bạn những cái bài tập mà các bạn học ở trong lớp kịch ứng biến. Còn chủ đề đầu tiên đến cho các bạn, nhóm đầu tiên ạ. Chủ đề đầu tiên đến cho các bạn là lớp học công phu. Vâng ạ, như các bạn vừa mới thấy thì là một dạng bài tập mà ứng biến cho các bạn học viên. Đó là các bạn ý, thầy đầu tiên thì thầy sẽ đưa cho các bạn một chủ đề, các bạn sẽ diễn. Sau đó khi các bạn diễn được một ít rồi thì thầy sẽ cảm thấy động tác nào, tư thế nào các bạn hay quá thì dừng lại. Và từ cái tư thế đó các bạn sẽ phải nghĩ ra một cái tình huống khác để có thể diễn. Như các bạn vừa thấy thì đầu tiên là lớp học kung phu đúng không ạ? Sau đấy thì là cái vở thiều cải lương như đây ạ. Sau sẽ phải làm đúng cái động giống hết động tác của nhóm trước. Chuyện kể rằng hai bờ tổ quốc để xây những nhịp cầu hướng thiện. Đúng vào cái năm anh sinh ra thì bố anh đã đi bắc cầu một xuân, thế là tên cho anh là Xuân Bắc. Cái tên là gì? Nhưng
anh là đúng rồi, nhưng mà bụng em to hơn anh. Tại sao? Tại sao bụng em to hơn anh? Có phải anh không? Tại ai? Tại ai? Em nói đi. Hay là tao? Cút cái mẹ mày đi rồi, mày đi đâu? Mẹ đâu? Hả? Mẹ đi rồi. Ok. Như là bài tập vừa rồi các bạn nhìn thấy. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Như bài tập vừa rồi các bạn thấy thì là các bạn học viên sẽ phải tự thay đổi chủ đề. Đến bài tập thứ hai này thì sẽ là mình sẽ cần đến sự trợ giúp của các bạn. Đó là chính các bạn sẽ đưa ra chủ đề xuyên suốt cho các bạn học viên, cho các nhóm. Và cũng chính là các bạn sẽ là người đưa ra các cái thể loại mà các bạn học viên có thể đóng cái chủ đề đó. Thí dụ như các bạn nói là phim hành động, phim hoạt hình, thể loại tuồng, thể loại chèo, thể loại opera hay là cái gì đấy, thì các bạn học viên sẽ phải đóng theo đúng thể loại đấy, được chưa? Bây giờ với nhóm đầu tiên này thì các bạn muốn chủ đề là gì ạ? Chủ đề gì mà có nhiều hành động ạ? Các bạn muốn chủ đề là gì ạ? Khoa học viễn tưởng. Ví dụ như là đúng rồi, đấy là thể loại. Thế còn chủ đề cái tình huống mà các bạn muốn sẽ là gì ạ? Ví dụ như là có con khủng long rơi trên trời xuống này, hay là có gì ạ? Dạ, zombie. Có zombie ạ. Đánh game ạ. Chủ đề đánh game. Vâng, chủ đề đánh ghen. Vâng ạ, và chủ đề của chúng ta sẽ là đánh ghen cho nhóm này. Từ đầu đến cuối nhóm này sẽ phải đóng chủ đề là đánh ghen. Và thể loại mà các bạn muốn sẽ là gì ạ? Một thể loại không liên quan đến cái chủ đề đánh ghen cũng được. Thể loại gì ạ? Khoa học viễn tưởng. Kinh dị ạ. Ok, chủ đề của các bạn là đánh ghen. Và thể loại đầu tiên của các bạn là kinh dị. Vâng ạ, thể loại
muốn là gì ạ? Rap ạ. Dạ. Rap. Ui dồi, rap. Vâng, rap. Cho các học viên đây, các bạn làm khó nữa. Ok, nhóm thứ ba, các chủ đề các bạn muốn là gì ạ? Tình huống đi ạ, tình huống nào khó nhất nào? Superman ạ, tình huống gì nữa đi, ví dụ Superman thì làm cái gì đấy chứ? À, ok, ok, bắt sợ bò. Chủ đề của các bạn là bắt sợ bò. Thế là các bạn muốn thể loại là gì ạ? Acula. À, đây là Acula, hơi khó, hơi khó tình huống. Kinh kịch ạ, ôi dồi, kinh kịch khó quá. Bi kịch nhá, hay là hài kịch đi. Hài kịch, ok, thể loại của các bạn là thể loại hài kịch. Chủ đề của các bạn là sữa bò. À không, bắt sữa bò thôi, không phải Superman. Thế đi khổ thân con bò lắm. Vâng ạ, thể loại tiếp theo các bạn muốn là gì? Lãng mạn. Vâng, bây giờ là các bạn tiếp tục nhé, chủ đề các bạn bắt sữa bò và thể loại lãng mạn. Thể loại tiếp theo các bạn muốn là gì ạ? Bạo hành. Cái gì ạ? Bạo hành. Vâng, bạo hành. Người đưa ra chủ đề và vẫn là học các bạn học viên trên này sẽ diễn. Thế nhưng mà trong lúc các bạn ấy diễn thì thầy sẽ vỗ tay một cái. Khi thầy vỗ tay các bạn sẽ phải dừng lại và các bạn ấy đổi vị trí cho nhau, tức đổi vai diễn nhau. Ví dụ như là một bạn đang đóng vai là bố, bạn đóng vai là con chẳng hạn, thì sẽ phải đổi lại, bạn đang đóng vai là con sẽ phải đóng vai bố, bạn bố đóng vai con. Và đấy, các bạn có thể theo dõi vấn đề cái thể loại này rất là thú vị. Vâng, và bây giờ sẽ là các bạn là người đưa ra chủ đề. Các bạn muốn chủ đề là gì ạ? À, tôi chết là kêu gợi. Vâng ạ, chủ đề dành cho hai bạn là kêu gợi.
bây giờ chủ đề mà các bạn muốn là các bạn tránh cái chủ đề nóng bỏng, đáng ngại lắm. Điện táo bón á. Chủ đề táo bón có vẻ hay ạ. Vâng ạ, chủ đề đến cho các bạn là táo bón ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn các bạn.